Chào tất cả mọi người nha. Sáng hôm nay mình quay cái vườn cải bè xanh của ba mình nha mọi người. Vườn cải bè xanh của ba mình. Đây. Ba mình gieo hạt rồi ba mình tách ra. Được mấy luống luôn á mọi người. Luống này mặt trời đang lên, nhìn rất là đẹp luôn. Nên mình quay luống này nha. Đây. Mọi người thấy cây cải không? Mập ú luôn. Trồng cải này nhanh có ăn lắm mọi người. Cái này thì không có phân thuốc gì hết á, đất phèn thôi. Ba mình trồng trồng mấy vụ rồi nó mới lên được vậy á mọi người. Còn bên này là tam giác mạch mọi người. Này cũng lần đầu mình thấy cây tam giác mạch luôn. Nó như thế này nè mọi người. Không biết là ở ngoài Hà Giang nó lên như thế nào, nhưng mà mẹ mình mang ngoài về từ hạt từ về từ ngoài Hà Giang á, mẹ mình đi du lịch mang về. Mới ba lớn vậy ra hoa nè mọi người. Thì mẹ mình nói là rau này ăn được nha. Rau ăn tốt luôn á. Mẹ mình nói ngoài đó người ta cũng ăn rau như này. Thì mình nghe là cánh đồng hoa tam giác mạch, nhưng mà không biết là hoa tam giác mạch thì nó sẽ như thế nào. Còn mấy cái này nó mới có nhú nhú hoa lên nè. Mới nhú nhú hoa lên nè. Khi nào nó nở hoa thì mình quay cho mọi người xem nha. Nói đi. Đẹp đó mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video đến đây nha. Mọi người nhớ cho mình một like, một subscribe, một chút chia sẻ nha mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người.